thơm nức luôn. Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube Mở Vườn To mọi người nhé. Mọi người mà đang quan tâm một cái dòng hoa có mùi thơm, dễ trồng, cho hoa quanh năm thì có thể lựa chọn ngay cái dòng hoa mà đang có ở bên tay em Trung đây mọi người nhé. Những bông hoa màu trắng này mùi phải nói là siêu siêu thơm. Bình thường thì mọi người có chơi cây trầm hương đúng không ạ? Trầm hương, những cái vòng để đeo ở tay này này, để cổ phong thủy, mùi nó rất là thơm. Thì cây hoa này cũng rất là thơm và cũng có tên gọi là trầm hương mọi người nhé. Cái này có gọi tên là bạch trầm hương, mùi siêu thơm cho hoa quanh năm và nó rất là dễ trồng mọi người nhé. Đây mọi người nhìn những cái chùm hoa này, dạng này là dạng thân thảo, lâu ngày thì cái thân của nó sẽ hóa gỗ, cũng cứng cáp, rất là thơm mọi người nhé. Nó không giống như là hoa mộc. Hoa mộc thì nó sẽ ra hoa một năm khoảng 2 lần và miền Nam thì khó mà trồng được hoa mộc cho hoa đẹp. Nhưng mà cái dòng này thì miền Bắc, miền Nam, miền Trung, nói chung là ở đâu cũng trồng được, không kéo kén thời tiết. Mọi người không để nó bị úng là được. Thì nó là siêu siêu thơm. Và hiện tại bên em đang có những cây sạn hoa như thế này. Mọi người nhận hàng có thể kiểm tra và cũng như là xem mùi nó có thơm được thật sự hay không mọi người nhé. Mùi rất là thơm, rất là dễ chịu. Hiện tại bên em đang bán một cây như thế này là 150.000. Hai cây thì miễn phí ship, một cây là 30.000 phí ship mọi người nhé. Đây. Cây thì cao khoảng tầm 30, không phải 30 đâu. Cao nên phải 20, 40, khoảng tầm 5-60 phân mọi người nhé. Quan trọng là dòng này rất là dễ cho hoa, siêu thơm, lá của nó nhám nhám. Trồng một cây trước nhà, trước hướng gió thì phải nói là mùi thơm của nó sẽ lan tỏa trong khu vườn của mình. Trong khu vườn, ban công, sân vườn thì nhất định phải có một cây có mùi rồi. Và những kể cả các cái dòng hoa thơm khác thì nó thường là có hoa theo mùa. Nhưng mà với cái lào dòng này thì có một cái ưu điểm, đây là hoa quanh năm, rất là dễ trồng. Nên là ai mà muốn sưu tầm mùi thơm thì có thể liên hệ ngay bên em mọi người nhé. Số điện thoại là 0353 896 808. Hoa của nó rất là nhiều, rất là dễ chăm. Đây mọi người xem, nó hoa thì nói chung là nó không có đẹp lắm. Nếu mà so với hoa chẳng hạn như là hoa nhài có mùi thơm, hoa nhài Nhật ấy, thì nó sẽ không có đẹp bằng. Nhưng mà mùi thơm và cái độ nhảy hoa của nó, dễ hoa thì nó sẽ nhiều hơn, siêng hơn. Phải nói là một cái mùi hương rất là dễ chịu mọi người nhé. Thì mọi người cần cái dòng hoa này thì có thể liên hệ bên em nhé. Nó siêu dễ trồng luôn. Đây, cây bên em đã thuần và cho hoa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video.